em không? Ủa? Em có mời đâu. Vậy vô đây em nè. Không, nó không á. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 Gia đình Việt. Dù khẳng định mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng Vuka và Viên Tuấn Kiệt nhiều lần bị các thắng tử mạng soi lọt khoảnh khắc đáng nghi. Không những được người hâm mộ tích cực đẩy thuyền mà cả hai còn được các đồng nghiệp đáng ghét với tần suất không thể đếm nổi. Và mới đây, các thuyền viên của cặp đôi thêm lần nữa trần trần khi Vuka và Viên Tuấn Kiệt để lộ hình du lịch cùng nhau. Theo đó, vừa qua, Vuka đăng tải khoảnh khắc đi dạo trên bãi biển, đính kèm dòng trạng thái làm bộ neo chạy xuống hồ Tràm Chét in cá chạy về. Chỉ ít phút sau đó, Viên Tuấn Kiệt xả kho loạt ảnh mà nhìn từ cảnh quan đến trang phục thì ai cũng có thể chắc mẩm nam ca sĩ cũng đang ở địa điểm biển nào đó. Từ loạt chi tiết rõ trên, netizen không khỏi cho rằng Vuka và Viên Tuấn Kiệt đang nghỉ dưỡng cùng nhau. Thế nhưng đây chỉ là phỏng đoán của cư dân mạng, có đi chung hay không thì chỉ người trong cuộc tường tận mà thôi. Phải chăng biển là địa điểm yêu thích của cặp đôi, bởi vì đây không phải là lần đầu dân tình soi được hình cặp đôi du lịch biển cùng nhau. Trước đó, Vuka đã bất ngờ đăng tải status với nội dung Sài Gòn có nơi nào bán một ly cà phê trứng ngon uống vô cái ngất luyện quên trời, quên đất, quên luôn bản thân từng mê ai không. Ngay lập tức, Viên Tuấn Kiệt đã nhảy vào bình luận, với chị mê ai mà phải cần quên. Netizen vô cùng phấn khích trước bình luận sặc mùi vì anh ghen thôi mà này. Được biết Viên Tuấn Kiệt đã check in tại Phú Yên vài ngày trước đó. Thông qua những story mà Vuka đăng tải trong khoảng thời gian Viên Tuấn Kiệt đi vắng cho thấy cả hai thường xuyên gọi video call cho nhau làm trò này nọ. Cụ thể, trên story Instagram cá nhân, Vuka đã đăng tải ảnh chụp màn hình đang video call với ai đó và che mặt lại bằng filter con kỳ lân màu hồng, con vật mà Vuka yêu thích. Còn cô che mặt mình lại bằng icon hình con chó. Trùng hợp đây lại là con giáp tuổi của chàng trai sinh năm 1994 giáp tốt. Phía trên còn để định vị hai trái tim đối với nhau tượng trưng cho hai đầu cầu, Vuka, Hồ Chí Minh, Viên Tuấn Kiệt, Phú Yên. Trước đó, Vuka đã đăng hình tại bãi biển cùng với phao bơi hình con kỳ lân màu hồng với status ẩn ý. Em không biết bơi, lại thích con kỳ lân, và thế là em được mua cho em này để mỗi lần đi du lịch, nghe là biết chị Cẩm Hường được anh nào đó tặng rồi. Chi tiết cuối cùng mới là hình chất lượng thật sự, Viên Tuấn Kiệt cũng đã đăng tải trên hình ảnh gấu bông hình con kỳ lân cùng với sợ ta tết, em đã ở trong tâm trí anh, không nói cũng biết con kỳ lân đó là của ai rồi, hình bấy nhiêu đã quá riêu. Mới đây, netizen đã truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chàng ghiêng trên sân khấu một game show truyền hình. Cụ thể, nam ca sĩ tham gia vào một thử thách cùng những người bạn đồng nghiệp khác như Lê Lộc, Khả Như. Khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi, có từng yêu bạn gái lớn tuổi hơn hay chưa? Nắm được tâm lý, cả Lê Lộc và Khả Nhi liên tục hô to có trong tiếng vỗ tay phấn khích của khán giả khiến Viên Tuấn Kiệt ngượng chín mặt. Không lâu sau đó, anh chàng cũng khẳng định điều này. MC Đại Nghĩa tiếp tục đặt câu hỏi rằng Viên Tuấn Kiệt thích một cô gái hát hay hoặc hát dở. Không suy nghĩ quá lâu như câu hỏi trước đó, anh chàng trả lời rằng hát dở. Ở câu hỏi cuối cùng, khi được hỏi thích một cô gái hài hước hay dịu dàng, Viên Tuấn Kiệt không ngần ngại trả lời hài hước. Với loạt hình kể trên, nhiều netizen đã tréo gọi Vuka, nữ diễn viên hội tụ đầy đủ những tiêu chí của Viên Tuấn Kiệt, cũng thường xuyên được fan đẩy thuyền với nam ca sĩ. Dù nhiều lần lộ hình hẹn hò, tuy nhiên Vuka, Viên Tuấn Kiệt vẫn một mực phủ nhận, cả hai thường xuyên xuất hiện trên các game show. Vào khoảng gần cuối năm 2019, tin đồn hẹn hò của họ bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn thông qua các cử chỉ tình cảm khi họ cùng đi quay chương trình. Chưa một lần lên tiếng thừa nhận, nhưng cặp đôi vẫn luôn khiến người hâm mộ phải trần trần khi có một loạt hình hẹn hò như thường xuyên xuất hiện cùng nhau với tần suất khá nhiều như trong các cuộc vui cùng bạn bè. Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại tiếp tục tóm gọn được khoảnh khắc ghi lại cảnh Viên Tuấn Kiệt và Vuka bị bắt gặp ngoài phố. Đáng chú ý, điều khiến netizen chắc nịch cả hai đã hẹn hò chính là việc Vuka và bạn trai tin đồn diện đồ đôi, thậm chí còn cùng nhau bước lên xe ra về. Trước đó, cặp đôi cũng nhiều lần lộ hình hẹn hò. Người hâm mộ tiếp tục nhận diễn ra được hàng loạt phụ kiện đôi mà Vuka và Viên Tuấn Kiệt đang sử dụng từ nón, mắt kính, cách dùng ký hiệu trên mạng xã hội. Cách đây vài ngày, nữ diễn viên còn chia sẻ màn hình bắt trọn được khoảnh khắc đẹp toàn số 2. Có nhiều tin đồn cả hai về chung một nhà. Trước sự việc này, Vuka đã từng lên tiếng khẳng định tin cưới Viên Tuấn Kiệt là không có thật. Việc này hiện đang ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cá nhân của Vuka và cả những người liên quan. Nữ diễn viên bức xúc bày tỏ, tụi em chỉ mong được quan tâm đến những sản phẩm tụi em làm ra, những gì tụi em đóng góp. Chứ còn những chuyện cá nhân tụi em đâu có làm gì để phải bị tréo tên suốt như vậy. Và điều quan trọng là không có thật, mong Trang hiểu điều đó. Nhiều cư dân mạng đang mong chờ ngày Viên Tuấn Kiệt và Vuka chính thức công khai hẹn hò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Em có ý kiến. Cái gì em? Em không thể nào chung đội được với chị Vuka. Sao vậy? Không tập trung hát, cứ nhìn ra ngoài kia. Vậy giờ sao, chị quay chị Sam đúng không? Sao cũng được hết trơn á. Nói chung là cho chị okay. Vô đội ai cũng được. Tại chị vì vô ngồi chánh diện luôn đi. Chị là đối thủ mạnh cho nên chị vô đội chị vô đội ai cũng được cả. Rồi ok, bây giờ em mời chị vô chánh điện em không?
Em có mời đâu. Vậy vô đây em nè. Không nó không ớt. Không nó không ớt. Em thấy ghê quá. Em thấy ghê quá. Ngoài cái chuyện lúc mới yêu ra thì bây giờ chị chia sẻ về cái chuyện tình cảm của chị hiện tại. Nè chị Sa mới hỏi gì? Chủ đề ngày hôm nay là gì? Lúc mới yêu. Lúc mới yêu. Không, nhưng mà lúc mới yêu chấm 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 là bây giờ chị chia sẻ về lúc mới yêu cái người mà nhỏ hơn chị 5 tuổi á. Là ai? Chị làm gì có? Ổn không Nguyên? Ổn không Nguyên? Ổn vậy? Em có kinh nghiệm mà. Ba thế hả? Rồi sao nháy mắt với em? Chị nháy mắt gì đâu? Một mắt chị mở to như vậy, chị làm gì có? Rồi sao chị bấu bấu cái tay vô người em? Khổ quá chị bấu cái ghê. Thôi được rồi, trời ơi đừng á, đừng kẹo em nó nữa. Bây giờ là quay về Kim nè. Hả em sao? Thì hồi xưa là yêu, mới yêu là năm bao nhiêu tuổi? Hồi em học mẫu giáo. Là yêu ai? Em thích cái bạn kia trong lớp. Nói tên bây giờ còn liên lạc không? Không, không không có liên lạc. Sao giáp? Sao giáp? Sao thượng thần? Sao thượng thần? Còn liên lạc mà sợ cái gì không. Đó ở đây nè. Thật ra là không có liên lạc luôn. Thực ra em chỉ nhớ nhớ được đúng cái tên của bạn đó thôi. Như bạn đó tên là Ngân. Ê, cái lúc đó em quỷ hay sao mà em yêu em thích người ta vậy? Không phải yêu. Nghĩa là em thích thôi. Thích đây là em thấy cái bạn nó dễ mến nè, đáng yêu. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, cái kiểu ngày xưa đó, lớp trời, lớp trời em muốn thích một bạn, bạn nó tên là Vi, vậy không biết bạn ở đâu rồi. Ý là lâu quá mình cũng chẳng biết, tại lúc mà còn bé. Cái cảm giác mà gọi là nhìn cái người đó kiểu muốn chơi với người đó, đúng không? Nói thật với mọi người, mà khi nhắc đến cái khoảng thời gian lúc mới yêu á, lúc nào nó cũng đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Cái lúc đó lúc nào nó cũng màu hồng, nó cũng vui vẻ. Lúc mới yêu thật chưa biết bao nhiêu mà chị. Tao ghi được mấy số? Trời, hỏi lẫn gì? Trời. Chị nhanh mắt nhảy mắt lắm. Vậy chị đi ghi được mấy số? 3 số lần đó. Yeah. Yeah. Chị ghi đi. Mà đúng không mà hên xui. Ok. Là hết là tình luôn giữ trong lòng. 2, 3. Tình luôn giữ trong lòng. Trong lòng. Trong lòng. Thôi sợ quá. Em sợ ma quá. Thôi. Còn nhưng mà vấn đề là em không biết tại sao em vẫn chưa bao giờ hát chung được cái gọi là hòa giọng được với chị Bu á. Tất cả mọi người không ai hòa giọng được với chị em cả. Hòa được thì sao? Nếu hòa được chị cho em gì? Em đúng rồi, Jin hòa được. Jin hòa được lần. Hay quá ha, hiểu nhau. Có lẽ là người hay. Ta đã về cùng một đội em. Hay sao quá. Vậy hay á. Hay á. Hộp xoài chị đâm em hả? À, xin lỗi. Em để ý đi, coi chừng là Phản em á, em á. Người ta ở trong đó mình không biết vì lý do gì nữa nha. Cẩn thận đó, thấy chưa, người ta đá mắt với nhau kìa. Em thấy là kiểu một cây đang ngồi che hình em luôn mà chị. Nên là em thấy kiểu đúng là Phản rồi. Đúng là Phản rồi. Đã lỡ như vậy rồi á thì hả, ở trong cái lượt này hay là Buka sẽ hỗ trợ cho Gin đi. Cái đó là chị Sam nói thôi chứ người ta có nói kêu em hỗ trợ đâu. Hả? Em suy nghĩ coi. Số rồi. Sao chị có muốn qua không? Em cho chị chọn á. Cười quá à. Mời mời giờ hỏi muốn không? Giờ chị có muốn qua hay không? Chị không chọn đó. Đi. Đó thấy chưa, em có khi nào mà em đi mời một cái người ta không muốn chơi với em không? Mà em thử mời thử cái coi người ta qua chân không? Chân thành lên, chân thành lên. Nè, chị qua chơi em không? Trời đất ơi. Là bé nó mời chưa? Em phải chân thành lên chứ. Nè qua chơi nha. Chơi chung. Chị ngồi đây chị hỗ trợ em được rồi, chị không muốn quên đó. Hả? Ủa chị tính. Trời ơi. Yeah. Biết luôn, mua cà biết khó luôn. Khó bè lắm chị, bè được không? À. Trời, bà nào chị là không được em. Hãy cùng xem thử thách. Ủa? Buka chứ gánh nè. Không phải bạn ơi, lộn người. Tụi mình là đồng chí binh nhì. Tách nhau ra đi, làm gì đi chung vậy? Đi chung cho vui. Đúng rồi.